Chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Đăng Béo. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một series hoàn toàn mới nhé. Đây là series vlog của Đăng Béo. Trong cái series này thì Đăng Béo sẽ nói nhiều hơn, nhiều chủ đề hơn. Và vào việc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ điểm lại những sản phẩm mà Đăng Béo làm cho anh em nhé. Thứ nhất là cho những ông mới toành toành luôn, đấy là 14 ngày tăng thể lực. Sau 14 ngày tăng thể lực kiểm tra xong rồi thì sẽ đến 4 tuần giảm mỡ. Ok, sau 4 tuần giảm mỡ thấy khỏe khỏe tí rồi chúng ta sẽ đến lịch là 12 tuần tăng cơ giảm mỡ. Ba cái này đang đều để trong playlist ở trong YouTube nhá. Ngoài ra đang còn bổ sung thêm 2 lịch tập cả tuần nữa, đang có làm trên TikTok nhưng mà cũng cóp vào trên YouTube ở đấy. Ở trong playlist sẽ có lịch tập cả tuần phần 1 phần 2. Anh em tập nhá. Trong 3 tháng vừa rồi thì em béo tập trung làm cho những anh em mới tập này, những anh em mà kiểu giảm mỡ, giảm cân này. Xong rồi như anh em kiểu như muốn tăng thể lực này, người mình cũng teo đi luôn. Đăng Béo phải giảm đến 6 cân thịt. Nhưng mà lần này Đăng Béo sẽ lại booking lên. Booking lên thì Đăng Béo sẽ chia sẻ cho những anh em mà muốn tăng cân, muốn booking thì chúng ta nên phân bố cái lịch tập như thế nào. Chính ra mấy cái booking bây giờ lại được làm lịch kỹ nhất ấy. Trước khi mà đi sâu vào vấn đề, chúng ta nên nắm được cái khái niệm tổng quát của nó như thế nào ấy. Ví dụ như kiểu bây giờ chúng ta là booking, đúng không? Và cutting, ok. Vậy thì chúng ta nên nắm được là booking cutting nó như thế nào. Nhiều ông bị kiểu hiểu sai khái niệm đi. Nhiều ông cứ cutting có nghĩa là ông làm sao để nhịn ăn các thứ cho nó gầy hết đi thì gọi là cutting. Đó, ok. Kiểu người là cứ teo đi xong nếu mà bị skinny fat luôn thì gọi là cutting, ok. Xong rồi đến lúc có nhiều ông kiểu như cứ ăn béo ú lên rồi tao cutting, về tao booking lên cho nó to ấy. Thế là ăn béo ú lên, thậm chí nhiều ông còn có ý tưởng trong đầu là không tập mà ăn thật là nhiều vào cho nó béo. Thì thế là gọi là booking. Anh em hỏi là tại sao lại mày béo ấy? Tao đang booking mày nghe rất là oai. Nên là thôi bây giờ chỉnh lại tí nhá, chỉnh lại cho chuẩn nhá. Thứ nhất là cutting, chúng ta làm sao để giữ được lượng cơ tối đa và giảm mỡ xuống. Khi đấy người chúng ta sẽ sắc nét và nhìn kiểu như là ngọn mờ lem giống như ở mấy ông trên mạng, mấy fitness model trên mạng ấy, là lượng cơ người ta sẽ giữ được và mỡ giảm đi nhiều nhất có thể. Như thế thì người ta sẽ hiện rõ múi lên, thậm chí hiện rõ cả những cái veins, những cái kiểu như mọi người hay gọi là dây điện ấy, lộ rõ ra, thì đấy là cutting nhá. Còn booking như thế nào? Booking là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đúng không? Booking có nghĩa là chúng ta làm như thế nào để cho lượng cơ của chúng ta lên nhiều nhất có thể và giữ được nguyên lượng mỡ là đẹp nhất đó. Còn nếu không lượng mỡ tăng lên thì tăng rất là ít thôi, chúng ta phải kiểm soát bằng việc là chia cái lịch ăn làm sao cho ok và lịch tập làm sao cho ok để lượng mỡ nó không tăng lên, như thế thì mới gọi là booking. Chứ không phải các ông ăn béo ú lên, kiểu mỡ lên vống lên xong cơ chả lên tí nào, cuối cùng đo ra thì lên được 1 cân cơ nhưng mà lên 10 cân mỡ ấy, cũng kiểu chỉ tốn đồ ăn thôi ấy. Không, thực sự ăn lãng phí luôn ấy. Khi đã rõ ràng khái niệm rồi ấy, thì chúng ta sẽ lên kế hoạch để đến cái mục tiêu đấy, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lên check lại xem là hiện tại chúng ta có những cái tài nguyên gì. Một là check lại body xem chiều cao cân nặng như thế nào để chúng ta tính được cái TDE, đúng chưa? Thứ hai là chúng ta check xem đồ tập của chúng ta có những cái gì để phù hợp với cái lịch tập booking không và nếu phải bổ sung thêm gì không nhá. Vào việc nhá. Ok này, bắt đầu tua một vòng những cái đồ tập nhá. Thứ nhất là mình có một cái rack squat như thế này. Cái rack squat này đủ để tập mọi thứ trên đời luôn, kể cả squat, kể cả đẩy ngực, đẩy vai, tập tay, tập từng cái thứ, ok hết. Kết hợp với một cái ghế thay đổi độ dốc này nữa thì đủ bộ luôn, chả thiếu cái gì. Thứ hai ở đây thì mình có mấy người anh em tạ đơn, có một đôi 30, một đôi 10, một đôi 7.5 và một đôi 20 tạ lắp ghép mà mình hay làm clip cho anh em ở trên TikTok ấy. Ngoài ra còn một cái đồ chơi chống đẩy nữa. Cái đồ chơi chống đẩy này dạo này mình chống đẩy bắt đầu thấy thích dùng cái này rồi đấy. Bởi vì nó không bị đau cổ tay với lại kiểu chống sướng, nó xuống đủ sâu. Điểm qua một lượt nữa đấy là mấy em dây này, có cả dây kháng lực này, dây ngũ sắc này, dây nhảy này. Những cái dây nhảy này thì mình sẽ tập cardio. Còn dây ngũ sắc và dây kháng lực thì mình sẽ áp dụng gắn vào cái dàn rack này. Tập những cái bài như là mình tập những cái bài cáp ấy là đều ok đấy, tác dụng nó chẳng khác gì. Một thứ rất quan trọng cho anh em đấy là phòng mình hãy có một cái cân, bất kỳ loại cân nào cũng được. Nhưng mà buổi sáng sau khi mình vừa ngủ dậy thì mình sẽ check cân nặng và ghi lại. Như vậy xem cái lịch trình của mình liệu có vấn đề gì không. Ông nào mà đang booking ăn lịch rõ lắm nhưng mà cứ tụt cân ấy thì phải đặt dấu hỏi chứ, đúng không? Rồi, đến phần cân đo sức khỏe này. Hiện tại Đăng Béo đang cao 1m83 và nặng 88,8 cân. Chốt nha anh em. Hiện tại tình trạng người Đăng Béo đang như thế này. Body nó sẽ giảm như thế này. Đây là mặt trước, mặt ngang này, mặt sau này, ok chưa? Đó, và chúng ta sẽ booking lên mục tiêu của chúng ta, sẽ nhìn sao cho form người chúng ta sẽ to hơn một chút này, làm sao vẫn giữ được cái form của phần múi bụng này. Như vậy là tiêu chuẩn, và đâu đó lên tầm khoảng 92 hay là 93 cân thì
thì sẽ là tuyệt vời đây. Xong hồi tính toán thì sẽ tính ra được là TDE của Đăng Béo hiện tại đang là 3.000. Ok, vậy thì 3.000 khi mà chúng ta muốn booking, chúng ta muốn lên cân chẳng hạn, thì chúng ta theo nguyên lý sẽ cộng thêm calo so với cái TDE đấy đúng không? Vậy thì Đăng Béo lần sẽ cộng thêm 300 thôi, kiểu chúng ta lên từ từ thôi cho đỡ béo. Ok, vậy thì khi lên từ từ như thế thì chúng ta nên chia tỷ lệ phần trăm như thế nào? Chúng ta sẽ chia tỷ lệ phần trăm của booking, của tăng cân, đấy là khoảng tầm 50% là carb, đâu đó 35-40% là protein và còn lại là fat nhá. Với 3.300 calo thì Đăng Béo sẽ ăn như nào? Anh em rất hay tò mò lịch ăn một ngày của Đăng Béo như nào đúng không? Ok, lần này sẽ thông báo qua cho anh em là lịch ăn hàng ngày của Đăng Béo như thế nào nhé. Thứ nhất là whey này, Đăng Béo một ngày sẽ uống 2 muỗng whey vào buổi sáng sau khi ngủ dậy uống luôn, và sau khi tập một muỗng nữa, đấy là 2 muỗng whey. Ok, tiếp đến là 80g yến mạch cho buổi sáng, thì buổi sáng Đăng Béo sẽ thường nạp cáp chậm về mạch đó. Cả ngày thì Đăng Béo sẽ ăn tầm khoảng tầm thứ nhất là 200g thịt bò và 700g ức gà đó. Về cáp thì Đăng Béo ăn là khoảng 350g spaghetti, cái mì mà khô khô ấy, 350g mà lúc đun ra nhiều phết ấy. Và 300g cơm nữa đó. Và ngoài ra thì Đăng Béo còn ăn thêm kiểu rau muống, khoảng tầm 300-400g rau muống gì đó. Thì cái tỷ lệ phần trăm nó rơi vào khoảng tầm 50% carb, 38% protein và còn lại là fat. Thì lần này Đăng Béo sẽ ăn nhiều carb hơn nhưng mà sẽ ăn ít fat để kiểm soát cái lượng mỡ, mình không bị tăng mỡ quá nhiều ấy. Nên là lần này Đăng Béo sẽ kiểm soát với cái phần trăm dạng như vậy, sẽ duy trì trong một thời gian. Ok, xong phần ăn uống rồi đúng không? Xong phần ăn uống thì chúng ta sẽ để ý này. Thứ nhất là chúng ta cần lưu ý, một là TDE của chúng ta là bao nhiêu, ăn tăng lên so với TDE đúng không? Chỉnh phần trăm carb và protein cao lên đúng không? Thế là xong rồi. Còn cách tính như thế nào thì Đăng Béo đã hướng dẫn ở video trước cái phần mà lịch ăn giảm mỡ ấy. Xong đấy Đăng Béo đã hướng dẫn tất cả anh em là làm như thế nào để sử dụng cái app TDE đấy, làm như thế nào để sử dụng cái bảng tính đấy. Và lần này bảng tính Đăng cũng để luôn ở dưới phần mô tả. Chuyển sang tập luyện nhá. Tập luyện có những cái lưu ý gì đây? Là khi mà chúng ta muốn cơ lên nhiều thì chúng ta cần phải nghỉ ngơi nhiều để cho cơ thể phục hồi nhiều. Cái cơ của chúng ta lên ý, không phải là trong lúc chúng ta tập đâu, không phải các ông cứ tập 2-3 tiếng là cơ lên đâu, mà quan trọng nhất là các ông hãy để cái buổi tập của ông ngắn thôi, số bài vừa phải thôi, trọng lượng tạ lớn, và chúng ta dành thời gian để nghỉ ngơi điều độ, như thế cơ thể nó mới phát triển được, cơ nó mới lên nhá. Trong cả cái series lần này thì Đăng Béo sẽ làm khá kỹ cả về vấn đề anh em ăn uống như thế nào, chế biến đồ ăn thế nào, phân bố bữa ăn như thế nào để cho nó hợp lý, thì Đăng Béo sẽ làm riêng từng video một nhá. Kể cả buổi tập thì Đăng Béo chia lịch tập như thế nào, Đăng Béo cũng sẽ hướng dẫn anh em giống như là cái video ở series đầu tiên ý, cái series mà lịch tập Đăng Béo tăng cơ giảm mỡ ấy. Đấy, sẽ hướng dẫn là trong buổi tập đấy tập những bài như thế nào, phân bố set như thế nào, thì Đăng Béo sẽ đi vào từng buổi một nhá. Và chúng ta cố gắng là buổi tập của chúng ta chỉ kéo dài khoảng từ 60 cho đến 90 phút thôi, không tập nhiều hơn nhá, như thế nghỉ được rồi đấy. Tập booking này là cái series tập mà sướng nhất ấy, có nghĩa là chúng ta vừa tập ít này, vừa được ăn nhiều nhiều này, cơ là vừa to lên cơ, người kiểu vừa to lên vừa đẹp, mà nghĩa mọi thứ nó thoải mái sướng. Trong cái series dài vlog của Đăng Béo này thì mình sẽ có rất nhiều chủ đề, chứ không chỉ là xoay quanh một cái lịch tập booking này. Và Đăng muốn nhắn nhủ đấy anh em là chúng ta nên chủ động tập luyện ở nhà đi, bởi vì lần này cái dịch bệnh nó rất là căng, thậm chí còn nhiều con virus khác đang xuất hiện nữa, nên là cái việc tập ở nhà là cái việc đương nhiên, và chúng ta nên đầu tư một khoản, đấy là có những cái dụng cụ tập ở nhà, tối thiểu là hãy có dây kháng lực này, dây ngũ sắc này, dây nhảy này, những cái bộ tạ đơn nhỏ nhỏ này, hoặc là ông nào mà đầu tư một chút thì làm luôn một cái dàn rack như thế này, là để chúng ta tập đầy đủ mọi thứ rồi. Lần này Đăng sẽ làm chi tiết mọi thứ ở trên YouTube, có nghĩa là sử dụng dây kháng lực như thế nào chi tiết, sử dụng dây ngũ sắc, dây nhảy, rồi tạ đơn các thứ như nào chi tiết, để cho anh em có thể tập luyện ở nhà yên tâm phát triển cơ thể được, mà chúng ta không phải chờ đợi là khi nào được mở phòng gym. Ngoài ra rất có thể thứ bảy hàng tuần chúng ta sẽ có một cái video về vấn đề tâm sự đi, anh em thích hỏi về câu chuyện về tình cảm, về chuyện đời chuyện nghề đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dành ra một cái video cuối tuần nào đấy để chúng ta, Đăng Béo sẽ trả lời những cái Q&A của anh em, trả lời những cái thắc mắc của anh em trong cái vấn đề là làm nghề về fitness như thế nào, hoặc là những câu chuyện tình cảm của anh em như thế nào, thì Đăng Béo sẽ cố gắng để bằng kinh nghiệm của mình giải quyết cho anh em. Ok, nếu thấy video này hay và có ích, em hãy like và subscribe kênh của Đăng Béo nhé. Ngoài ra đừng quên chia sẻ đến những người anh em này, ông nào mới tập này, ông nào tập lâu rồi này, ông nào muốn giảm cân, ông nào muốn tăng cân, cutting, booking, hoặc tâm sự chuyện đời chuyện nghề, vào đây, bơi vào đây, cần hết nhé.
Cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua luôn yêu thương và ủng hộ Đăng Béo nhé. Những anh em trên TikTok này, trên YouTube, trên Instagram và trên Facebook nữa. Nếu không có anh em chắc không có Đăng Béo ngày hôm nay đâu. Nên là mọi ý kiến đóng góp anh em hãy để dưới phần comment nhé. Đăng Béo sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ anh em cả về phần tinh thần, cả về phần thể chất nữa. Và ông nào buồn thì bơi vào đây nhá. Anh em chuẩn bị đồ đạc các thứ để booking. Ok bạn ơi.